nay Học viện Riento xin giới thiệu các bạn cách để làm sao chúng ta có thể sửa đổi cái kích thước đường dim trong Revit ở đây. Thì ở đây mọi người đã thấy là mình có một cái kích thước nó bị lẻ như ở đây. Thì để làm sao mà có thể chỉnh sửa được thì cái cách này mình giới thiệu là mọi người để cho mọi người biết thêm được cái phần công cụ tính năng này mà thôi, sẽ không khuyến khích mọi người sử dụng cái phần này. Ok, mọi người sẽ chọn ở phần dim cho mình này. Tiếp theo ở phần width text ở đây thì nó cho phép là mọi người chỉ viết được những cái phần thông tin đó là phần câu lệnh text mà thôi, sẽ không thể điều chỉnh được. Thì khi đó mọi người sẽ chọn chuột phải cho mình, chọn ở đây. Được chưa? Sau đó mọi người nhập cái giá trị hoặc là những cái thông tin mọi người cần sửa đổi. Ví dụ ở đây mình cho nó về là kích thước là 655 chẳng hạn, mình sẽ nhập 655. Sau đó mọi người bấm apply. Ok. Thì khi này cái phần kích thước ở đây nó đã được sửa đổi lại cho mọi người theo một kích thước nhất định mà mọi người cho đó. Ok, nếu các bạn có cách nào hay hơn nữa hãy để lại bình luận dưới phần comment. Và hãy nhớ nhấn tay đăng ký, like và chia sẻ để nhận được những nội dung hay hơn nữa. Xin chào. Riento sở hữu một đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệm và sự nhiệt huyết thâm niên trong lĩnh vực đào tạo giảng dạy các khóa học tổng hợp về kiến trúc xây dựng. Có một hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến hiện đại, giáo trình từ cơ bản đến chuyên sâu cùng nhiều phương pháp học tập khoa học đem đến hiệu quả tối ưu cho quá trình học tập và giảng dạy. Đến với Học viện Riento, học viên sẽ được cung cấp những khóa học hoàn toàn miễn phí, được từng giảng viên cầm tay chỉ dẫn và nhận được những gói học bổng kèm ưu đãi trọn đời khi đạt kết quả xuất sắc tại các kỳ thi do học viện tổ chức. Ở đây, bạn sẽ được học các khoa học như AutoCAD, 3DS Max, Revit, ETAP, SAP, bóc tách vật tư, dự toán, dựng hình và được chi tiết kiến trúc công trình cùng rất là nhiều các khoa học khác. Bên cạnh việc học lý thuyết, chúng tôi luôn tạo ra các cuộc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi giữa học viên cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, giúp cho học viên có những trải nghiệm thiết thực để nâng cao kiến thức đã được tiếp thu, hiểu và ứng dụng nhanh chóng vào thực tiễn. Sự khác biệt của Học viện Riento so với những trung tâm đào tạo khác là 100% giảng viên của chúng tôi là những người chủ trì, quản lý, CEO của các công ty, các nhà máy với kinh nghiệm thực chiến nhiều năm. Trong các bài giảng chúng tôi đưa ra rất là nhiều các case study thực tế giúp bạn nắm bắt chính xác công việc phải làm, các tình huống có thể xảy ra và các kinh nghiệm quý báu giúp bạn rút ngắn thời gian học, tránh được các sai lầm và vận dụng được ngay vào thực tế công việc ra kết quả chứ không phải là lý thuyết suông. Với tiêu chí lấy học viên làm trọng tâm, lấy giảng viên làm huyết mạch, lấy chất lượng đào tạo làm chìa khóa thành công, sự thành công của học viên là linh hồn của học viện. Đặt cái tâm trong từng bài giảng, nhiệt tình trong từng hành động, quay ứng dụng công nghệ trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu làm bàn đạp là then chốt trong thành công của học viên, cùng với mục tiêu trở thành học viện top 1 trong lĩnh vực thiết kế thi công xây dựng. Riento cam kết sẽ mang đến cho các bạn những khoa học chất lượng, dễ tiếp thu và ứng dụng trong thực tế, không ngừng nâng cao giá trị bản thân và giá trị doanh nghiệp. Học viện Riento, học thực tế, ứng dụng nhanh.